Tiếp theo đến mẫu chuyện 46, Cõi Mở. Khoảng cuối mùa hè năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Ngày nào cũng như ngày nấy, ban ngày Đức Thầy trị bệnh và thuyết đạo để khuyên bá tánh thức tỉnh tu hành. Chiều lại, sau giờ cúng tối, Ngài cũng dành thì giờ giảng luận đạo lý. Gần đó có ông Phạm Chí Hiền, thường gọi là Sáu Chiêm. Mỗi buổi tối, ông hay đến nhà ông Bộ Thạnh để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Lúc đầu ông Diêm có dự định nghe để tìm hiểu coi Ngài luận giải đạo đức ra sao. Nhưng một đêm nọ, hình như lời pháp nhũ đã thấm vào tâm tư. Khi về nhà, ông nằm suy nghĩ những việc làm, lời nói và ý nghĩ của mình từ lâu không xứng đáng là một con người, nói chi đến Phật Thánh. Đoạn rồi ông kết luận, mình quả là con thú hai chân, làm sao tu được? Nên lòng ông nghi ngại, không dám nghĩ đến việc quy y hành đạo. Sáng lại, ông Diên cũng đến nhà ông Bộ Thạnh ngồi nghe pháp nữa. Sau khi điều trị một ít bệnh nhân, Đức Thầy bắt đầu thuyết giảng đạo lý. Ông Diên thấy Đức Thầy nhìn ngay mình trước, mới từ từ nhìn đến mọi người chung quanh, rồi Ngài cất tiếng. Ngài nói rất nhiều, nhưng ông Sáu Chiêm chỉ còn nhớ một đoạn. Ai có nghe thuyết giảng kinh pháp cũng nhận được, đối chiếu với cõi trần gian khổ nhọc của chúng ta đang ở, có cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cõi ấy rất an vui quý báu, không còn lo ăn mặc hay già bệnh chết. Nhưng hôm nay tôi không muốn nói tới cõi cực lạc, vì hình như nó xa với quý ông quá, khó tin nhận. Mà hôm nay tôi muốn nói cái châu thành của nước mình thôi, để quý ông dễ hiểu dễ tin. Như có người đi Sài Gòn về thuật lại cho những người chưa đi lần nào nghe. Sài Gòn có cả một chu vi 9-10 quận, nào đường xá xe cộ, có nhiều nhà lầu cao 5-7 tầng, đèn điện sáng choang, đủ màu đủ kiểu, nào hàng hóa ghe tàu, vân vân. Nghe qua ai cũng có ý định tới đó một lần cho biết. Nhưng trong số này có ba hạng người suy nghĩ khác nhau. Hạng thứ nhất là người có nhiều tiền của, nghĩ rằng mình chỉ lên xe ngồi từ 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ là tới nơi, dội gì phải đi gấp. Thế rồi lây lất mãi người ấy vẫn chưa đi được. Hạng thứ nhì là người có đủ phương tiện ghe xuồng, nghĩ rằng đây lên Sài Gòn mình chỉ cần chèo bơi 2-3 ngày là tới thôi, để thủng thẳng rồi sẽ đi. Do đó thời gian kéo dài, người đó cũng chưa đi đến được. Còn hạng thứ ba là người rất nghèo túng, thiếu mọi phương tiện, tiền gạo ghe thuyền, nhưng khi nghe nói đến Sài Gòn thì họ quyết định và hăng hái ra đi, dù họ phải đi bộ và dọc đường ăn xin ngủ nhờ. Xong bởi có lòng cương quyết và bền chí, nên chỉ trong thời gian 9-10 ngày là người ấy có mặt tại Sài Gòn, trong khi hai hạng người có đủ phương tiện kia chưa khởi hành. Sự tìm đạo tu hành của mỗi người hiện nay cũng thế. Nếu không có lòng dứt khoát và cương quyết thì biết bao giờ mới ra khỏi cảnh khổ đau sanh tử. Nghe lời luận giải của Đức Thầy, ông Sáu Chiêm hiểu là Ngài muốn cởi mở điều hoài nghi của mình vừa qua. Ông liền hăng hái đến trước Đức Thầy xin quy y và lo tu thân hành đạo thuộc theo lời ông Sáu Chiêm. Phụ bạc, xuyên qua câu chuyện ông Sáu Chiêm, chúng ta nhận thấy giáo pháp thật là màu nhiệm vô cùng, bởi nó là ánh sáng của trí tuệ, nay đuốc huệ từ bi đã rồi. Lần đầu tiên lời thuyết pháp của Đức Thầy giúp cho ông Sáu Chiêm thấy được những sai lầm của mình từ trước tới giờ. Nhưng vì nghiệp mê lâu đời hãy còn che lấp hạt giống giác ngộ, nên ông tâm ra hoài nghi mặc cảm, thấy mình chẳng xứng đáng con người thì làm sao tiến đến quả vị tiên Phật được, nên ông chưa chịu quy y hành đạo. Nhưng dù sao ông cũng có đặc điểm đáng chú ý là sau khi nghe pháp biết kiểm soát lại lòng mình, trong lúc có nhiều người nghe rồi thì cũng phủi rồi. Đến lần thứ nhì
là nhờ Đức Thầy thấu rõ tâm trạng của ông Diên, nên Ngài khéo léo đưa ra tỷ dụ ba hạng người đối với châu thành Sài Gòn để chỉ cho mọi người nơi chốn Ta Bà nhận được có cõi cực lạc, nhờ đó giúp cho ông Diên cởi mở được hoài nghi mặc cảm mà hăng hái quy y hành trì chánh pháp. Vậy người muốn tu, dầu đặng gặp Đức Thầy hay chưa gặp, ai ai cũng phải nương theo ánh sáng của trí huệ, tức lời giáo pháp của Phật, của Thầy. Nương theo Đức Huệ tâm chân lý, lòng tin từ tịnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê suy nghiệm lẽ quyền thâm, mau chân bước đến lòng quá hồi châu Phật qua vui cõi đại đồng. Nam mô A Di Đà Phật.